Tại sao lúc chúng ta làm trứng trần, rõ ràng chọn được trứng tươi, lúc làm lại hay dính nồi hoặc không thành hình, chỉ thấy một màu trắng bệch hỗn loạn? Thực ra chúng ta đều đã làm một bước thừa thãi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách làm trứng trần chính xác nhất, đảm bảo làm theo cách nào sẽ vô cùng đẹp mắt, vừa không dính nồi vừa không bồng bềnh trắng bệch, sẽ rất hợp lòng các bác. Đầu tiên, mọi người chuẩn bị số trứng gà thích hợp với lượng người. Lúc chọn trứng gà, mọi người nhớ chọn những quả trứng sờ vào có vẻ cứng cáp, những quả trứng như vậy mới tươi, lòng trắng và lòng đỏ sẽ không dễ bị tách, trứng trần làm ra cũng được hoàn hảo. Tiếp tục cho một thìa muối ăn, đổ một lượng nước thích hợp, rửa sạch bụi bẩn và bùn đất bám ngoài vỏ trứng, muối ăn có tác dụng diệt vi khuẩn. Sau khi rửa xong đổ thêm một lượng nước sạch thích hợp, rửa khoảng 2 lần là được, rồi vớt nó ra ngoài. Chuẩn bị vào việc, tiếp tục chuẩn bị vài cọng hành lá đã rửa sạch sẽ, cắt nó thành những đoạn nhỏ, cho ra đĩa để bên cạnh, làm nóng nồi, đổ nước sạch và đun nhiều nước một chút nhé, để trứng nổi lên và không bị dính nồi nữa, đóng nắp, bật lửa lớn để đun sôi, sau đó, chuẩn bị 5 cái bát nhỏ, đập trứng vào từng bát cho riêng, như thế này thì mỗi quả trứng trần sẽ không bị lẫn với nhau, thành hình thành dạng nguyên vẹn, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Lúc này, nước trong nồi đã sôi, mọi người nhớ chú ý, chúng ta hãy tắt bếp trước, sau đó cho bát nhúng nước đổ trứng vào trong, bởi vì dưới tác dụng của trọng lực, nếu bát cách mặt nước quá cao, trong quá trình trứng rơi xuống, lòng trắng và lòng đào sẽ dễ dàng tách nhau ra, tắt bếp đổ trứng, vì nếu bật bếp, nước sẽ liên tục sôi, dễ đẩy trứng ra phía khác, như thế sẽ càng sinh ra nhiều lòng trắng hơn. Nếu không phải trứng mới, thì càng dễ thành nồi nước trắng bệch. Rất nhiều người không có kinh nghiệm bếp núc, lúc này sẽ bật lửa lớn, nhưng thực tế là không nên làm vậy. Tiếp theo, chúng ta đập nắp khoảng 2 phút để trứng định hình. Sau 2 phút, chúng ta cùng xem, lòng trắng đã bao quanh thành hình, lòng đỏ cũng bị bao vây, chặt chẽ, về cơ bản đã thành công được một nửa. Bây giờ chúng ta tiếp tục đậy nắp. Bật mức lửa nhỏ nhất luộc 3 phút. 3 phút sau, trứng trần không già không non. Lòng đỏ bên trong vẫn còn lòng đào, ăn vừa thơm vừa ngọt. Nếu không thích lòng đào thì có thể luộc trên 5 phút. Luộc như vậy thì trứng trần vừa đẹp mắt vừa hợp khẩu vị, mềm tuồn tuột. Người lớn và trẻ con đều thích ăn. Nếu dùng để ăn sáng, thì có thể thêm một thìa xì dầu, nửa thìa muối ăn, thêm một ít giấm thơm để tăng khẩu vị, một chút dầu mè, cuối cùng rắc thêm hành lá, và đổ nước sôi vào bát. Bỏ thêm mấy quả trứng trần, ngon khỏi nói, càng ăn càng ghiền, vừa ăn vừa há mồm cười hành hạch. Hơn nữa trứng gà được làm theo cách này, có giá trị dinh dưỡng rất cao, mọi người cùng nhau học theo mình nhé. Không ngon không tính tiền luôn. Thôi nhớ, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Moa moa.